đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành công bố số tiền người tung tin đồn phải bồi thường khiến ai cũng choáng. Thời gian vừa qua, Trấn Thành vô tình dính vào tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nặng đến danh tiếng. Ngay lập tức, ông xã Hà Di Quân liền có động thái quyết liệt để xử lý triệt để cũng như làm gương cho những người có ý định lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân mới đây, anh chia sẻ clip cùng luật sư làm việc với cô gái tung tin nhắn thất thiệt. Nam nghệ sĩ mở đầu: "Em quay hình nguyên ngày hôm nay nên ngày mai sẽ xử lý vụ này triệt để. Thế tôi hiền rồi làm tới. Lần này phải làm một lần cho ra ngô ra khoai." Đa số netizen và nhiều bạn bè nghệ sĩ đều đồng tình với cách giải quyết này của nam MC. Cụ thể trong video, Trấn Thành nói với người tung tin thất thiệt: "Giá như tụi em có suy nghĩ sẽ làm phiền người ta trước khi đăng những tin đồn thất thiệt, những câu chuyện tự dàn dựng này trên trang cá nhân. Khi tụi em làm, tôi chắc rằng tụi em sẽ không nghĩ đến hậu quả. Chỉ vì một vài dòng đùa giỡn mà tôi đã phải tìm mọi cách để báo cáo xác nhận sự thật với từng đối tác về việc này, dù mỗi ngày ngủ có 2-3 tiếng. Thậm chí một vài hợp đồng quảng cáo đành phải bỏ dở vì những tin đồn này. Thiệt hại tôi phải chịu là rất lớn. Buồn cười nhất là tôi và em chẳng liên quan gì với nhau. Tôi không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy." Bên cạnh đó, nam MC vẫn chưa thực sự hài lòng với thái độ của cô gái chia sẻ bài đăng khi người này liên tục cho rằng đây là một hành động không cố ý. "Đừng nói chuyện vô tình, em không tạo ra tin đồn này, nhưng hay động của em là sai và tôi chưa nhận được thái độ thực sự hối lỗi." Bạn ích kỷ khi chỉ nói về những thiệt hại của bản thân. Bây giờ những chỉ trích bạn đang phải chịu đựng đã là gì so với tôi? Nhiều lắm cũng chỉ là những tin nhắn mà thôi. Còn tôi là người nổi tiếng, những gì tôi chịu đựng nhiều hơn hẳn. Đến cuối cùng, cả hai cô gái đều tỏ ra rất hối lỗi, song Trấn Thành cho rằng không muốn đòi còi nhiều nữa và việc khởi kiện như thế nào sẽ nhường lại cho luật sư xử lý. Ông xã Hà Di Quân cũng khẳng định những người này sẽ phải bồi thường khoản tiền bằng với số thiệt hại anh đã gặp phải. Con số bồi thường cuối cùng các bạn hãy tự tưởng tượng đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Dù vậy, Trấn Thành chia sẻ mọi chuyện cũng đã qua và anh cũng hy vọng quý vị khán giả có bức xúc gì xin hãy bỏ qua, không tấn công trang cá nhân riêng tư của người khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.